đúng không? Thì người ta bảo là một cái gì đây, trẻ nam 6 tuần tuổi, có 6 tuần thôi, 6 tuần tuổi tức là được có 1 tháng rưỡi nhỉ, đúng không? Nôn không liên tục 3 tháng nhá. Đó, nôn không liên tục 3 tuần nay. Ô, nôn kinh nhỉ, sụt 3 lạng đấy. Thứ 3 lạng mà đối với mình nó rất là bé thôi, nhưng mà các bọn trẻ 6 tuần này đúng không, nếu cân nặng của nó chỉ tầm rơi vào tầm độ 4-5 cân thì 3 lạng so với cái phần trăm khối lượng cơ thể nó cũng khá là lớn đấy, đúng không? Điện giải đồ natri máu là 147, kali 2.9. Như vậy là đứa trẻ bé này có bị gì đây, bị gì đây, một hạ kali đúng không, đúng không? Và nhìn này phát là biết là do gì đây hả? Nó nôn đúng không, nôn này nó sẽ mất kali đúng không, nôn nó sẽ mất các cái dịch của các cái ống tiêu hóa đúng không, nó sẽ mất kali đúng không, mà cái thứ hai không ăn được kali máu cũng thấp, HCO3 trừ là 32 đúng không? Như vậy là nhiễm một cái gì rồi, nhiễm một cái kiềm đúng không, đúng không? Đó, tại sao lại nhiễm kiềm, bởi vì trong dịch vị nôn sẽ mất gì, đúng rồi, nôn thì sẽ mất H cộng em ạ nhá. Đấy, mất H cộng đó, các em hiểu chưa? Đấy, thì anh em thì phải cố gắng khi mà anh ôn thi nội trú cho các em ấy, các em cố gắng các em suy luận một tí để có được cái tư duy giống các bạn ấy, nó ok một tí là mình chạy ngon ngay ấy, mà đi thi sợ gì thằng nào đúng không, tội tội biết suy luận, ông biết suy luận tội biết suy luận sợ gì đúng không, đúng không? Đó, cái ta clo này là clo bị giảm đúng không, thì đương nhiên là dịch vị nó có HCl đúng không, thì cái nôn này nó cũng kèm theo mất cả clo đúng không. Đó thì có thể là có một cái gọi là có nhiễm một cái này, có thể là một cái kiềm chuyển hóa đúng không, đó kiềm chuyển hóa có hạ cả clo máu đấy, đúng không, nó mất clo này. Chẩn đoán phù hợp nhất là gì, đó xoắn dạ dày, xoắn dạ dày đấy, đúng không, đấy. Tăng sản thượng thận bẩm sinh. Đây chính là bệnh gì, bệnh VAH đúng không, tăng sản thượng thận bẩm sinh có nôn không, bản chất cái bệnh này là bệnh gì, bản chất bệnh này là tại sao thượng thận tăng sản, tại sao tăng sản. Ok, tóm lại là nó thiếu hormone đúng không? Đó, như vậy là đáp án là như vậy, là như là hormone các thứ nó giảm đúng không, gây ra rối loạn chuyển hóa các cái muối nước nó gây ra nôn, nhưng mà cái này không hợp lý giải thích đúng không, cái câu này chọn là hẹp phì đại môn vị là hợp lý nhất đó. Ok các bạn hiểu chưa, đồng ý không, ok đồng ý không để chốt nhá. Nhá, ok, thì chúng ta sẽ chuyển sang câu khác.